Rồi mình chữa tiếp từ câu 302 này. Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam đồng bằng dung dịch H2O3 thì thu được x mol NO2. Được chưa? Đây đồng tác dụng H2O3 thì đồng lên đồng dương 2. Được chưa? Đồng lên đồng dương 2 này. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4 NO2. Ok, nitơ dương 4. Thế vậy hoàn toàn đề bài hỏi chúng ta là giá trị của x là số mol của NO2 thì chúng ta đi bảo toàn nhé. Các cháu chú ý này. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ đi bảo toàn electron. Bảo toàn electron. Chúng ta có đồng từ đồng 0 lên đồng dương 2 là nhường 2e. 2 nhân với 1 phần 40 thì bằng ạ. Nitơ từ nitơ dương 5 về nitơ dương 4 một lần số mol của NO2. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm ra được số mol của NO2 bằng 2 chia 40 nhân 2 đi bằng 1 0,05 mol. 0,05 mol. Vậy đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò 0,05 mol. Đấy, rất là dễ. Câu 303. Câu 303. Đốt cháy hoàn toàn m gam sắt trong khí clo dư. Đốt cháy hoàn toàn m gam sắt trong khí clo dư thì ta thu được FeCl3. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của m thì ở đây chúng ta sẽ tìm ra được số mol của FeCl3, đúng không? Ta sẽ có là 6,5 mà chia cho phân tử khối là đây là bằng 56 cộng 35,5 thì bằng 35,5 này chỗ này phải nhân 3. Nhân 3 thì bằng 0,04 mol FeCl3. 0,04 mol FeCl3. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử viên tố sắt ạ. Trong này có một sắt. Vậy anh này là 0,04 thì mình suy ngược lại chỗ này bằng 0,04. Vậy thì hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol sắt là 0,04. 0,04 mà nhân với 56 thì bằng 2,24 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nha. Rất là cảm ơn các cháu đang theo dõi livestream của chúng mình. Các cháu ủng hộ chúng mình bằng cách là comment thật nhiều đáp án xuống đây nhé. Và các cháu nhớ là hãy share video livestream này lại vì các cháu đã được xem free. Nào chúng ta sang câu tiếp theo là câu 304. Câu 304. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm. Chúng ta tìm được số mol kẽm bằng 6,5 chia cho 65 thì bằng 0,1 bằng dung dịch H2SO4 loãng. Hòa tan kẽm bằng dung dịch H2SO4 loãng thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ thu được là ZnSO4 cộng với lại H2. Ok, thế thì ở đây mình sẽ cân bằng phương trình thì mình sẽ có là số mol kẽm chính bằng số mol H2 luôn, đúng không? Và ta sẽ tìm được luôn là số mol H2 là bằng 0,1. 0,1. Vậy ở đây mình tìm được số mol H2 bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của V là bằng 0,1 nhân 22,4 bằng 2,24 lít. Ok, 2,24 lít. Vậy đáp án đúng là đáp án A, 2,24 lít. Ok, dễ không ạ? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Các cháu ơi, cái câu mà tốc độ giải phóng khí này thì giảm tải rồi nên thôi bỏ nhé, không cần phải làm. Ok, sang câu 306. Câu 306 là một câu bài tập khá là khó, đúng không? Chúng mình để đến cuối chúng mình giải nhé. Câu 306 là một câu bài tập khá là khó, chúng mình để đến cuối chúng mình giải. Ok, chúng ta sang câu tiếp theo là câu 307. Các cháu để ý câu 307. Câu 307 là câu ở trong đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Đấy, như các cháu được nhìn thấy thì cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai đấy của chúng mình được tổng hợp tất cả các cái câu mà cả lý thuyết và bài tập rất dễ sai của cháu ở bên trong các đề thi Trung học phổ thông quốc gia cũng như là đề thi đại học các năm. Câu 307, khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3. Chúng ta tìm được số mol Fe2O3. 4,8 mà chia cho 160. 4,8 mà chia cho 160. 4,8 chia 160 bằng 0,03 mol. 0,03 mol bằng CO dư ở nhiệt độ cao thì chúng ta thu được Fe cộng với lại CO2 ạ. Thế thì hoàn toàn đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt là được nhé. Chúng ta có này 0,03 mà nhân 2 thì bằng 0,06 mol sắt. Chúng ta tìm được số mol sắt bằng 0,06 mol. Vậy ở đây mình có 0,06 nhân 56 là tìm được số gam sắt bằng 3,36 gam các cháu ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Để chúng mình thấy rằng là rất nhiều bạn comment đáp án đúng luôn và giải rất là đúng luôn. Và cảm ơn các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình nhá. Hãy share video livestream này tại vì là nó là đăng dành cho các cháu free. Ok. Các cháu ơi, chúng mình giải thế này có nhanh quá không ạ? Chúng mình giải thế này có nhanh quá không ạ? Nếu mà nhanh quá thì các cháu ớ lên cái để chúng mình
giảm tốc độ xuống nhé. Những cái bạn mà học giỏi mà đang theo dõi video livestream này ấy, thì giúp chúng mình tag những bạn học kém ở đây, bởi vì phần này là phần chúng mình livestream cho các bạn học kém nhé. Học kém hay là mất gốc khóa đấy thì chúng mình cứu hết. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 308. Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị 2. Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị 2, M này hóa trị 2 này. Đề bài cho chúng ta là 0,5 gam này. Được chưa? Phản ứng hết với dung dịch HCl dư này thì mình thu được, viết phương trình nhá, MCl2 cộng với lại H2 cân bằng điện, đây là 2. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được số mol của H2 nhá. 0,28 chia 22,4 thì bằng 0,0125 mol nhé. Vậy chúng ta tìm được số mol 2 là 0,0125 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của M là 0,0125 nhân chéo nhân 1 chia 1 thì bằng 0,0125. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng nguyên tử của M là bằng 0,5 chia cho 0,0125. Và cái cháu bấm máy tính giúp chúng mình xem bằng bao nhiêu ạ? Cái cháu bấm máy tính giúp chúng mình xem bằng bao nhiêu ạ? 0,5 chia cho 0,0125 thì bằng 40 các cháu ạ. Bằng 40. 40 vậy thì ở đây chúng ta phải thuộc các cái nguyên tử khối của các thằng kim loại nhé. Bari của chúng ta là 137 này. Magie của chúng ta là 24 này. Canxi của chúng ta là 40 này. Vậy thì chúng ta chọn được ngay đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhé. Đáp án C các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Sang câu tiếp theo là câu 309. Câu tiếp theo câu 309. Hòa tan hoàn toàn M gam sắt bằng dung dịch H2O4 loãng dư. Hòa tan hoàn toàn M gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được FeSO4. Các cháu lưu ý nhé, sắt mà tác dụng với H2O4 loãng hay là tác dụng với HCl loãng thì nó chỉ lên sắt dương 2 thôi ạ. Và cộng với lại hydro, chúng ta tìm được số mol hydro bằng 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1 mol. 0,1 mol, vậy hoàn toàn chúng ta lại suy ngược lại được số mol sắt cũng bằng 0,1 mol. Đến đây chúng ta tìm được khối lượng của sắt ạ. Là bằng 0,1 mà nhân với lại 56 ạ. 0,1 mà nhân với 56 thì bằng 5,6 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 5,6 gam. Ok. Ok, các cháu hiểu bài chưa ạ? Các cháu hiểu bài chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Câu 310. Câu 310. Câu 310 này có ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Nhưng các cháu nhìn thấy là cuốn 2000 này của chúng mình là tổng hợp tất cả các cái câu mà mức độ nhận biết thông hiểu ở bên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia các năm luôn. Ở câu 310 để bài hỏi chúng ta là nhiệt phân hoàn toàn 10 gam CaCO3. CaCO3. Số mol là 10 chia cho 100 ạ. Số mol là 10 chia 100 thì bằng 0,1. Nhiệt phân nó thì chúng ta thu được CaO cộng với lại CO2. Muốn chúng ta đạt được 7 đến 8 điểm đề thi Trung học phổ thông quốc gia chúng ta chỉ cần làm được những câu này thôi ạ. Nào, vậy hoàn toàn đề bài hỏi khối lượng của CaO thì này là 0,1. Chúng ta có là 0,1 nhân với 56 thì bằng 5,6 gam nhá, bằng 5,6 gam. Đáp án đúng là đáp án C. Ok, đúng rồi, chính xác các cháu ạ. Phần này là phần dễ thôi bởi vì phần này là phần nhận biết thông hiểu. Cái phần nhận biết thông hiểu là đến mức độ 7, 8 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia thôi. Nên là phần dễ thôi, các cháu nhớ làm đúng chính xác những cái phần dễ này để đạt được điểm cao cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới nhé. Và nhờ các cháu là tag các bạn bị mất gốc hay là sợ hóa vào đây giúp chú Vinh nhé. Câu 311. Câu 311. Cho 54 g glucose lên men rượu. Thế thì ở đây muốn giải được câu này thì chúng ta cần nắm được là cái công thức phân tử của glucose là gì. Thì glucose chúng ta là C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol của glucose bằng 54 chia cho 180 ạ. 54 mà chia cho 180 thì tìm được số mol luôn nhỉ. 54 chia 180 bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Ok. Với hiệu suất là 75%, 0,75 thì thu được hai lần C2H5OH. Cái phương trình này bắt buộc chúng ta phải nhớ ạ. Chứ nếu không là chúng ta sẽ không giải được rất nhiều các cái dạng bài tập về thằng tinh bột nhá. Ok. Nào, ở đây chúng ta có này 0,3. Vậy đến đây chúng ta tìm được M gam 0,3 nhân 2 là bằng 0,3 nhân 2. Các cháu lưu ý này, thuận nhân nghịch chia hiệu suất ạ. Thuận thì nhân với hiệu suất, nghịch thì chia hiệu suất, đây là đang chiếu thuận. Vậy thì chúng ta sẽ nhân với hiệu suất nhá. Nhân với lại 0,75. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol luôn. Ta được là 0,3 nhân với 2 nhân với lại 0,75 thì bằng 0,45 mol. 0,45 mol ạ. Vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng luôn. Ta lấy 0,45 mà nhân với lại 46 thì bằng đây ạ, 20,7 gam các cháu ạ. 20,7 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B,
bò 20,7 g. Ok. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi video stream và ủng hộ chúng mình nhá. Nào, chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu 312. Ổ này là một ổ toàn bài tập. Ok. Ổ này là một ổ toàn bài tập luôn. À, phần vận dụng cao chúng mình dạy trong ở khóa bí kíp luyện đề nhá. Vận dụng cao ở trong khóa bí kíp luyện đề. Trong nhóm live VIP chúng mình dạy đến 8 điểm, còn ở bên trong khóa bí kíp luyện đề chúng mình dạy đến 9 10 điểm. Câu 312. Cho 4,5 g amin X no đơn chức mạch hở. Amin X no đơn chức mạch hở. Vậy công thức tổng quát của amin X no đơn chức mạch hở là CnH2n cộng 3n. Đấy, đây là mọi công thức tổng quát của amin X no mạch hở thì đều có công thức phân tử như này. Các cháu cần lưu ý, được chưa? 4,5 g ạ. Đây là 4,5 g. Tác dụng hết với dung dịch HCl dư thì thu được muối. Ok. Khối lượng muối bằng 8,15 g. 8,15 g. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có là bảo toàn khối lượng các cháu nhé. Bảo toàn khối lượng. Thì chúng mình có điều này là 4,5 này, m của amin này cộng với lại m của HCl thì bằng m muối. Ok chưa? M của amin cộng với MHCl thì bằng m muối. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được MHCl bằng cách lấy 8,15 trừ đi 4,5 là ra được MHCl. Và chúng mình chia cho 36,5 thì chúng mình tìm được số mol. Vậy chúng mình tìm được số mol HCl bằng 0,1 mol ạ. Số mol HCl bằng 0,1 mol. Và do anh này là amin đơn chức nên số mol của HCl chính bằng số mol của amin đơn chức các cháu nhé. Vậy anh này cũng là 0,1. Hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phân tử khối của amin. Ok. Đây, phân tử khối của amin. Phân tử khối của amin X sẽ chính bằng 4,5 chia 0,1 và bằng 45. 45. Mặt khác này, chúng mình có này, phân tử khối của amin X bằng 12N cộng 2N là 14N. 14N cộng với lại 3 cộng 14 cộng với 3 cộng 14. Và hoàn toàn tới đây thì chúng mình tìm được N bằng 45 trừ 17. 45 trừ 17 bằng chia 14 bằng 2. N chúng ta bằng 2. N bằng 2, vậy thì công thức của nó sẽ là gì ạ? C2H 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 3 là 7 ạ. H7N. C2H7N, vậy mình tìm được số nguyên tử hydro trong phân tử X là bằng 7 nhé. Số nguyên tử hydro trong X bằng 7 các cháu nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 7 nguyên tử hydro. Ok chưa ạ? Các cháu hiểu bài không ạ? Ok, các cháu hiểu bài không ạ? Hiểu bài chấm cái nhỉ? Nào, chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 33. Câu số 33. Một câu khá là khó một chút đây. Hợp chất hữu cơ thơm X, cái này chúng mình đánh dấu để chốc nữa giải sau nhá. Đấy. Câu 34 cũng vậy, đánh dấu chốc giải sau. Câu 315 này. 315. Cho các ion sau. Cho các ion sau, tổng số ion có vai trò axit bazơ lượng tính lần lượt là, ui câu này hay cực. Câu này là kiểm tra lại phần kiến thức lớp 10 1 của các cháu nhá. Câu này là kiểm tra phần kiến thức lớp 11, kiểm tra lại phần kiến thức lớp 11 của các cháu đấy. Nên các cháu phải chú ý đấy, không là toang toàn tập luôn. Nhìn này. Đầu tiên chúng ta đi đến thằng axit ạ. Vai trò là axit ạ. Anh này không, đây HSO4 trừ là 1. Đấy chưa? N sắt 3 cộng là 2 ạ. Sắt 3 cộng là 2 ạ. CH3 3 cộng là 3. 3 cháu là axit ạ. 3 3 3 3 axit, không loại được thằng nào cả. Bazơ ạ, giờ đếm sang bazơ ạ. Bazơ thì mình có C6H5O trừ là 1. Được chưa? C6H5O trừ là 1. AlOH 4 lần trừ là 2. Vậy ở đây chúng ta chỉ có hai cháu bazơ thôi, thì là loại D, loại C ạ. Mình chỉ còn A và B nhá, mình chỉ còn A và B. Cuối cùng này, lưỡng tính ạ. Anh này là trung tính nhá, vớt trung tính, vớt đây cháu này lưỡng tính này. Được chưa? Một cháu lưỡng tính ạ. Anh này là trung tính, vớt hai cháu lưỡng tính ạ, HS trừ là lưỡng tính. Vậy là 3 2 và 2 ạ. 3 2 và 2, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. 3 2 2, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Chúng ta chữa tiếp nhá, sang câu tiếp theo là câu số ở đây lẫn câu số 78 này. Câu này chúng mình chắc là chưa gõ rồi. Đây đây, 78 này, cho các phản ứng sau. FeCO3 cộng H24 đặc thì chắc chắn nó tạo thành khí CO2 và khí SO2. Chắc chắn nó tạo thành khí CO2 và khí SO2 các cháu nhá. Lưu ý nhá. CU cộng H nổ 3 đặc. Đồng đấy ạ, đồng cộng H nổ 3
3 đặc thì chắc chắn tạo khí NO2. FeS cộng với H24 loãng thì chắc chắn sinh ra khí là khí H2S. Còn NH4NO2 mà nhiệt phân ấy, thì chắc chắn nó sinh ra khí là khí N2. Vậy trong 7 khí sinh ra phản ứng trên, số khí tác dụng được với dung dịch cao H, những cái khí mà muốn tác dụng được với dung dịch cao H ấy thì nó phải là có tính axit đúng không? Nitơ trơ vứt H2S có là 1, NO2 có là 2, bởi NO2 là oxit axit mà. NO2 có là 2. CO2 không. Đúng không? CO2 có tác dụng NaOH là có là 3, SO2 có là 4. Vậy chúng ta tổng cộng có 4 nhé. Cháu lưu ý nhé, chúng ta có 4 trong 7 khí sinh ra, chúng ta có 4 khí tác dụng được với dung dịch KaOH. Ok? Được chưa? Nào. Chỉ có 4 thôi ạ. Đây anh này còn sinh ra nước nữa. Đúng chưa? Đây là loãng chỉ có H2S thôi, anh này chỉ có NO2 thôi. Đúng chưa? Anh này CO2 khí SO2 đây. Vậy là chúng ta chỉ có CO2 SO2 này, NO2 và H2S. Chúng ta tổng cộng có 4 trọng. Ok. Ok các cháu hiểu không ạ? Chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Câu 316. Câu 316. Thực hiện các thí nghiệm 316 này. Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm bạc và đồng. Đây, hỗn hợp gồm bạc và đồng. Thế thì cho bạc và đồng vào H-NO 3 đặc. Khi mà cho bạc và đồng H-NO 3 đặc ấy, thì cả bạc và cả đồng đều phản ứng. Thế đây đề bài hỏi là đồng bị phản ứng, còn bạc thì không. Vậy là loại ngay. B. Cho bạc và đồng vào HCl không có mặt oxy thì cả bạc và đồng đều không phản ứng. Đúng chưa? Thế đây là đồng bị phản ứng còn bạc không bị phản ứng ạ. Lại loại C. Vào lượng dư FeCl3 thì bạc không phản ứng ạ, nhưng đồng phản ứng. Đồng phản ứng theo như thế này ạ. Đồng cộng với lại Fe3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Đúng chưa? Vậy số thí nghiệm mà đồng bị oxy hóa còn bạc thì lại không bị oxy hóa thì chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đây là ý D. Ý D thì mình chọn ý D luôn. Ok. Đáp án đúng đáp án D. Câu 317. Câu 317. Chọn phương án đúng trong số các phương án sau đây. Câu 317. Chọn phương án đúng trong số các phương án sau đây. Phenol tác dụng được với cả dung dịch NaOH và cả dung dịch Na2CO3. Phenol ạ, phenol là C6H5OH đúng không? Thì tác dụng được với NaOH và tác dụng được với cả Na2CO3 là đúng luôn. Đúng chưa? Đúng luôn, vậy đúng là A luôn. Đun nóng ancol tổ chức đẳng ancol nên lích đều thu được anken. Chưa chắc ạ, CH3OH thì không thu được anken ạ. Một mol anhydride đơn chức phản ứng trắng gương tạo tối đa 2 mol bạc. Sai ạ. Nó có thể là HCSO thì nó phải tạo thành 4 bạc ạ. Nhá. Oxy hóa ancol no đơn chức thì thu được anhydride toang nốt ạ. Bởi vì là nó phải là ancol bậc 1 mới thu được anhydride chứ còn ancol bậc 2 thì thu được cetone ạ. Vậy là vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Cảm ơn toàn, cảm ơn các cháu nhá. Hello, cảm ơn tất cả các cháu đã đang và ủng hộ chúng mình. Các cháu nhớ share lại video live stream này lại về tường bởi vì là các cháu đang theo dõi free. Ok. Câu 318. Câu 318 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Các cháu lưu ý nhé. Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Trong hầu hết các hợp chất, số oxy hóa của hydro trừ các hydro kim loại là bằng dương 1. Bằng dương 1. Vậy là cái này làm sao ạ? Cái này là đúng. Liên kết trong hợp chất NaCl có bản chất ion. Đúng. Bản chất phốt pho đỏ và phốt pho trắng là hai dạng thù hình của phốt pho. Đúng. Nhưng than trì và kim cương là hai đồng vị của carbon là sai ạ. Nó là hai dạng thù hình của carbon chứ không phải là hai đồng vị ạ. Vậy ở đây câu không đúng của chúng ta nó là đáp án đúng là không đúng là đáp án D. Ok các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Câu 319. Câu 319. Các loại phân bón hóa học đều là hóa chất có chứa gì ạ? Các loại phân bón hóa học đều là hóa chất có chứa gì ạ? Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng ạ. Đúng ạ. Nguyên tố nitơ và một số nguyên tố khác không hẳn. Phốt pho một số nguyên tố khác không hẳn, kali một số nguyên tố khác không hẳn. Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho phân cho cây trồng người ta mới phải phân bón hóa học chứ các cháu đúng không? Chứ nếu mà không cần thiết thì cần gì ạ? Đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án A. Chúng ta vừa qua cái phần này phần kiến thức lớp 11 của các cháu đấy. Nhá. Câu 320 ạ. 320. So sánh nào dưới đây là không đúng? Các cháu đọc kỹ nhé. So sánh nào dưới đây là không đúng? ALOH 3 lần và CLOH 3 lần đều lưỡng tính. Vừa có tính oxy hóa, vừa tính khử. Chú ý nhé, thằng CLOH 3 lần thì vừa oxy hóa vừa khử là đúng. Nhưng ALOH 3 lần thì không thể vừa
khử với oxy hóa được các cháu ạ. Tại sao ạ? Tại vì nhôm là nhôm dương ba kịch đường tàu đó các cháu ạ. Nhá. Vậy là không đúng là A luôn ạ. 320 không đúng là đáp án A nhá. Đấy, dễ không ạ? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Câu 321. Câu 321. Chỉ dùng thêm một thuốc thử, trình bày cách nhận biết các chất rắn sau. Chỉ dùng thêm một thuốc thử hay trình bày cách nhận biết các chất rắn sau. Đây các cháu lưu ý ở trong này chúng mình có NaOH, nhôm, ZnO, CaCO3. Đấy, chúng mình có ba cái chất này. Mà bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta chỉ dùng thêm. Thế các cháu lưu ý ở đây tất cả đều là chất rắn. Vậy thì chúng ta phải sử dụng một cái gì đó để hòa tan nó đây. Thì hòa tan thì mình ưu tiên là nước ạ. Nước hòa tan thì anh NaOH là tan, anh nhôm không tan, anh kẽm không tan, anh CaCO3 không tan. Vậy chúng ta nhận biết được NaOH. Cái dạng bài đặc biệt nhất của cái phần mà nhận biết là cái kỳ diệu nhất của phần nhận biết là chúng ta có thể lấy được cái chất mà mình đã nhận biết rồi, sau đó mình mang đi nhận biết lại. Vậy ở đây mình có này, anh này là nước này. Thế thì bây giờ mình đã nhận biết được dung dịch NaOH, thế giờ mang dung dịch NaOH thì NaOH đã nhận biết được rồi nhá. Cho vào thằng nhôm ạ. Cho thằng nhôm thì nhôm chúng ta bị tan và sủi bọt khí. Nhá. Kẽm chúng ta bị tan nhưng không sủi bọt khí. CaCO3 vẫn giữ nguyên. Vậy là hoàn toàn chúng ta nhận biết được hết đúng không ạ? Nhôm thì tan sủi bọt khí, kẽm thì chỉ có tan thôi ạ. CaCO3 thì không tan mãi mãi ạ. Vậy thì cách nhận biết các chất rắn trên đó là mình sử dụng C, nước các cháu nhé. C, nước. Ok. Và sang câu tiếp theo là câu 322. Câu 322 là câu 322. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp nung nóng. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp nung nóng nhôm Al2O3, MgO và FeO. Ở đây chúng ta lưu ý này, thằng CO này mà tác dụng với hỗn hợp nhôm này, Al2O3 này, MgO này, FeO này, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn là thì các cháu lưu ý nhé, thằng CO nó chỉ khử các oxit kim loại đứng sau nhôm thôi ạ. Vậy ở trong này thì nó chỉ khử thằng FeO, còn lại tất cả giữ nguyên ạ. Vậy hỗn hợp chất rắn chúng ta nhôm vẫn giữ nguyên là nhôm, nhôm oxit vẫn giữ nguyên là nhôm oxit, magie oxit vẫn giữ nguyên magie oxit, và FeO thì chuyển thành Fe. Vậy đáp án đúng của chúng ta là nhôm này, Al2O3 này, MgO này và Fe. Và chúng ta nhìn thấy những cái chất này là nó trùng với lại đáp án nào ạ? Nó trùng với lại đáp án A các cháu nhé. Nó trùng với đáp án A của chúng ta. Câu 323. Câu 233. Dãy các kim loại đều được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện ạ. Dãy các kim loại đều được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện trong công nghiệp. Thì các cháu lưu ý rằng là cái phương pháp nhiệt luyện trong công nghiệp này này, phương pháp nhiệt luyện trong công nghiệp này là chuyên dùng để sử dụng để điều chế nhá, chuyên dùng để sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng sau thằng các anh kim loại đứng sau nhôm. Được chưa? Vậy là nhiệt luyện là sử dụng nhiệt mà, thì mình không thể sử dụng để điều chế magie được, magie đứng trước nhôm. Không thể điều chế natri được, natri đứng trước nhôm, và đây nhôm là chính là nhôm, không thể điều chế được nhôm. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nhiệt luyện chỉ có thể sử dụng được niken này, kẽm này, sắt này, đồng. Như các cháu nhìn thấy thì để việc mà chúng ta giải ổn nhất thì chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta sử dụng pháp loại trừ là nhanh nhất nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 324. Câu 324. Cho các chất sau, kinh nghiệm chỉ ra rằng là các đề thi trung học thông quốc gia cũng vẫn là rất dễ có những cái câu như câu 324. Các cháu lưu ý nhá. Thứ tự tăng dần lực 3 giờ của các chất là đây, thứ tự tăng dần lực 3 giờ. Các cháu nào vừa mới đi học về thì cũng theo dõi luôn nhá. Thứ tự tăng dần lực 3 giờ của các chất là, cháu lưu ý này, tăng dần lực 3 giờ, vậy thằng đứng cuối cùng phải là thằng 3 giờ mạnh nhất. Thằng đứng cuối cùng là 3 giờ mạnh nhất thì chắc chắn nó là dimetindamin, tại vì nó là 3 giờ bậc 2. Đây các cháu nhìn thấy. Đây tăng dần lực 3 giờ đứng cuối cùng chắc chắn là thằng 6. Ok. Đây thằng 6 là thằng đứng cuối cùng, thế là loại ngay thằng này. Thế thì thằng mà yếu nhất ạ, đứng này ngay đằng sau thằng 6 thì chắc chắn nó phải là thằng metinamin ạ. Đây 6 rồi đến 5 luôn, 6 đến 5. Ok, thế đứng sau 5 metinamin là gì ạ? Không thể là paranitroanilin, cũng không thể là parametinanilin được, mà nó phải là gì ạ? Ammoniac 1 ạ. Được chưa? 6 5 1. Đây, 6 5 1. Loại ngay cháu này. 6 5 rồi đến 1 ạ. Thế nhỏ hơn 1 chắc chắn là 4 rồi. Bây giờ còn 2 và 3 thôi ạ. Thằng nào mạnh hơn ạ? Đây, thằng 2 đi ạ. Thằng 2 thằng anilin, thằng 3 thằng paranitroanilin. Thì các cháu lưu ý là anilin ở cháu này. Đây cháu NH2. Còn paranitroanilin là cháu này ạ. NH2 đây. Paranitro NO2. Đấy, thì các cháu lưu ý là nhóm NO2 hút E về vòng của nó. Nên khi mật độ kém đi
Rồi dẫn đến tính bazơ yếu đi, nên là anilin vẫn mạnh hơn paranitro anilin, có nghĩa là hai mạnh hơn ba, hai mạnh hơn ba, vậy thì đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án B bò thôi ạ. Hai mạnh hơn ba các cháu nha. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Nào câu 235 nào. 235. Dãy chỉ chứa những amino acid có số nhóm amino và số nhóm carboxy bằng nhau. Lưu ý cho chú Minh là số nhóm amino và số nhóm carboxy bằng nhau, có nghĩa là số nhóm COH bằng số nhóm NH2. Vậy hoàn toàn mình gọi loại glu. Glu là có hai nhóm COH và một nhóm NH3. Nhân NH2 loại. Vậy chỗ nào có glu loại? Lysine loại, bởi vì lysine có hai nhóm NH2 và một nhóm COH loại nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok, mình sang câu tiếp theo này. Câu 326. Câu 326. Hai hợp chất hữu cơ XY có cùng công thức phân tử là C3H6O2. Đây, X và Y đều có cùng công thức phân tử là C3H6O2 này. X và Y đều tác dụng với natri ạ. Thế là cháu này HCOC25 là cháu bị ete. Ete là không có tác dụng với lại natri ạ. Loại. Vậy tương tự B loại. Đây, axit tác dụng natri. Tương tự cháu này HCOC25 không tác dụng natri ạ. Loại nốt ạ. Vậy thì ta chắc chắn mình chọn đáp án đúng mình là đáp án D rồi phải không anh cháu? Ở đây ta có này. X tác dụng với NaHCO3 này. Y có khả năng tạo ra phản ứng trắng bạc. Đây có CHO trắng bạc ạ. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu 327. Câu 327. Không khí trong phòng thí nghiệm thì bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây ạ? Các cháu chú ý nhá, các cháu chú ý câu này nhá. Để các cháu thử comment đáp án câu này xem các nhiều cháu comment đúng ạ. Trong quá trình đi dạy của chú Vinh nhá, có rất nhiều cháu bảo là xịt dung dịch NaOH. Vâng ạ. Xịt dung dịch NaOH là toang, có thể đúng với ý kiến của các thầy cô giáo các cháu dạy trên lớp nhưng không đúng với ý kiến của bộ ạ. Bộ dạy là ở trong phòng thí nghiệm ạ. Trong phòng thí nghiệm nếu mà bị ô nhiễm bởi khí clo thì xịt vào không khí dung dịch là xịt vào không khí dung dịch NH3 các cháu nhé. Các cháu nhớ kỹ cho chú Minh nhé. Xịt vào không khí dung dịch NH3 này, các cháu phải chú ý thật kỹ. Ok. Câu 328. Câu 328. Đây, cho các chất sau sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử nguyên tố hydro trong nhóm OH của các chất trên. Đấy, linh động nguyên tử hydro trong nhóm OH của các chất trên. Vậy thì cái thằng mà linh động nhất là thằng hydro trong nhóm axit. Thế thì hydro trong nhóm axit năng động linh động nhất, nhưng đây là CH3 đẩy cho nhóm. Đây thằng này hút của nhóm, thằng hút thì càng là linh động hơn. Vậy thì thằng linh động nhất là thằng số 3. Được chưa? Đây, sắp xếp theo chiều tăng dần, vậy thằng đứng cuối cùng phải là thằng số 3. Vậy chúng ta loại ngay đáp án A, C. Được chưa? Đứng ngay sau thằng 3 là thằng 2, thỏa mãn luôn. Đứng ngay sau thằng 2 là thằng 4. Đây, thỏa mãn luôn. Đứng ngay sau thằng 4 là thằng 6 hay là thằng 5 ạ? Đây thằng 6 đây, đây thằng 5 đây ạ. Đây các cháu nhìn nhá. Thằng 6 này là hydro này bớt linh động hơn, bởi vì hydro này không có tính axit, nhưng thằng 5 là hydro này có tính axit nên 5 phải linh động hơn 6. Hay khác là 5 phải đứng sau 6 ạ. 5 đứng sau 6 phải loại nốt, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 5 phải đứng sau 6 các cháu nhá. Câu 328 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D của ạ. Câu 329. Khi nói về peptide và protein, phát biểu nào sau đây là sai? Khi nói về peptide và protein thì phát biểu nào sau đây là sai? Protein có phản ứng màu bí ổn rê với CO2 này là đúng chính xác. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các alpha amino acid. Đúng chính xác tiếp. Liên kết của nhóm CO với NH giữa hai đơn vị alpha amino acid được gọi là liên kết peptide. Đúng nó. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Các cháu thấy câu này có mâu thuẫn không ạ? Nếu mà tan trong nước tạo thành dung dịch keo thì tóc này của chú Minh để gội đầu xong phát là nó trở thành chú Minh trở thành sứ cọ luôn ạ. Vậy là sai là gì ạ? Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Sai là D. Câu 330. Câu 330. Đáng nhẽ câu này là câu buổi cuối ngày hôm nay nhưng vừa nãy chúng ta thả lại ba câu nên chúng ta giải xong câu này chúng ta còn quay lại ba câu nữa các cháu nhé. À, những cháu nào mà muốn đăng ký các khóa học hay là muốn tìm hiểu về cuốn sách này của chú Minh thì vui lòng inbox cho Nick Vũ Tuấn Minh hoặc Nick Minh Merlin nhé. Phát biểu nào sau đây là sai? Etinamin tác dụng với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo thành ethanol. Chính xác. Metinamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường 3 giờ. Chính xác luôn. Dipeptide GLA mạch hở tác dụng với CH2 lần tạo thành màu tím. Các cháu nhìn này, dipeptide ạ, dipeptide là được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Bởi vì được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid nên ạ, nên nó không có phản ứng màu bí ổn rê đâu ạ, không có phản ứng màu bí ổn rê đâu ạ. Nên sai là đáp án C các cháu nhé. Sai là đáp án C. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Vậy chúng ta quay trở lại mấy câu chúng ta bỏ lại.
chúng ta có để lại 3 4 câu ạ. 313, 314, 306. Bây giờ chúng mình sẽ giúp các cháu giải câu 313 trước ạ. 313 này. Hợp chất hữu cơ X thơm có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng, các cháu lưu ý câu này rất dễ thi trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia của các cháu nhé. Khi tác dụng với natri thì thu được số mol khí hydro bằng số mol X. Đây, vậy thì suy ra là X có hai nhóm OH. Đây, hai nhóm OH, thằng này một nhóm OH toang, hai nhóm OH, hai nhóm OH lấy, được chưa? X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1, vậy chỉ có một nhóm OH đóng vai trò là axit thôi ạ. Thằng này không có OH nào, đây là OH đều là ancol hết, toang hết. Đây, đây là hai nhóm OH cùng đính vào carbon thơm nên nó đều có tính axit, toang tiếp. Vậy X tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1, cấu tạo của X đây chỉ có mỗi anh này. Được chưa? Hai nhóm OH, một nhóm OH là đính vào vòng thơm nên nó sẽ có tính axit. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Đây là phần kiến thức hơi nâng cao một chút xíu các cháu nha. Câu 314. Câu 314. Đun nóng ancol X có công thức phân tử là C7H16O. C7H16O. Trong H24 đặc ở trên 170 độ C, đây vẫn tách rồi ạ. Đây. Thu được hỗn hợp 3 anken đồng phân cấu tạo. Đồng phân cấu tạo là không xét hình học ạ. Xem nhá. Heptan 4 on. 1 heptan 7 carbon. 4 on đây ạ. OH đây ạ. Nếu mà tách ra thì chỉ tạo nối đôi ở đây hoặc nối đôi ở đây. Vậy chỉ có hai đồng phân anken đối cấu tạo thôi. Vứt. Heptan 3 on thì cũng tương tự đây. 2 metin hexan 2 on xem nhá. 2 metin hexan. Hexan đây ạ. Đây là hexan. 2 metin đây. Được chưa? 20 tin hexan 2 on đây cháu này ạ, OH đây. Nếu OH ở đây, nếu tách đi thì cũng chỉ tạo được một đồng phân ở đây, một đồng phân đây cũng chỉ có hai đồng phân cấu tạo thôi. Nên là loại nốt đáp án B. Heptan 3 on xem nhé. Heptan 3 on 1 2 3 4 5 6 7. Heptan 3 on đây ạ. OH đây cũng chỉ tạo được hai đồng phân cấu tạo. Loại nốt. Loại nốt. Vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các cháu nào chúng mình viết nhá. Đây, đáp án D chúng ta viết như thế này. 3 metin hexan 3 on. 3 metin hexan 3 on, hexan đây. Hexan đây. 3 metin đây. 3 on đây. Được chưa? Như các cháu nhìn nhá, nếu mà chúng mình tách này thì còn nối đôi ở đây này, có thể nối đôi ở đây hoặc có thể nối đôi ở đây nữa. 3 đồng phân cấu tạo nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Những câu này là hỏi về kiến thức lớp 11 khá là toang cho tất cả các cháu. Nên các cháu cần lưu ý. Học chú bị thật kỹ, không là toàn. Nào, bây giờ mình sang này. Câu 301. 301 trước. Rồi sang cái bot của chúng ta ngày hôm nay. Là bot là 306 sau. Nhá, 301 này. 301. Ở trong đề của Sở Giáo dục và Hà Nội năm 2019 ạ. Đề Sở Giáo dục Hà Nội năm 2019. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau. X cộng với NaOH để tạo thành Y và Z. Đấy chưa? X là hợp chất hữu cơ đơn trước, Y Z. Y rắn NaOH. Đây, các cháu lưu ý này, cái phản ứng này này. Y rắn NaOH mà tạo thành CH4 cộng Na2CO3. Vậy điều này chứng tỏ 100% Y của chúng ta. Y chúng ta phải là CH3. CH3 COONa. Được chưa? Y bắt buộc phải là CH3 COONa. Z cộng AgNO3 trong NH3 để tạo thành CH3COONH4. Đây, vậy để mà Z mà tạo thành CH3COONH4, vậy chắc chắn Z của chúng ta phải là đầu aldehyde. Vậy Z của chúng ta mà là đầu aldehyde thì nó chỉ có thể là CH3CHO. Anh X lại thủy phân ra được CH3COONa và CH3CHO nên X chắc chắn chỉ có thể là CH3COOCH nối đôi CH2. Đấy, chỉ anh này mới thủy phân ra được CH3CONa và CH3CHO. Hay tên gọi của X của chúng ta là gì ạ? Vinin. Vinin acetat các cháu nhé. Vinin acetat. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Vinin acetat. Ok. Câu 306 nào. Câu cuối cùng. 306 nào. 306 nhé. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm. Đốt cháy câu này mới hay này. Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm. Đây chúng mình dạy các cháu một cái chiêu thế này này. Chúng mình dạy các cháu một chiêu này. Cellulose, glucose hay saccharose, tất cả nó đều là bọn carbohydrate. Và bởi vì tất cả nó đều là bọn carbohydrate
nên mình có thể quy đổi nó về là gồm carbon và nước ạ. Đốt cháy hoàn toàn bằng mg oxy, toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng về sản phẩm cháy chúng ta gồm có CO2 và nước, hấp thụ hết vào bình đựng CaOH2 lần dư thì chúng ta thu được kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Kết tủa là m cộng 185,6 gam kết tủa. Vậy số mol là m cộng 185,6 chia 100. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được số mol CO2 luôn là bằng m chia 185,6 chia 100 luôn. M cộng 185,6 chia 100. Ok. Tiếp tục nhá. Mà khối lượng của bình tăng là m cộng với lại 83,2 chính là khối lượng của CO2 và khối lượng nước nhé, chính là khối lượng của CO2 và khối lượng nước. Ok, vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có này, hoàn toàn đây chúng ta sẽ tìm ra được là số mol nhé, hoàn toàn ở đây thì chúng ta sẽ tìm ra được là số mol để tính toán cho nó dễ. Thế thì ở đây chú Minh dạy các cháu một cái chiêu mẹo mẹo nhỏ nhỏ này để các cháu nhìn nhé, có phải là carbon chui hết vào trong CO2 không ạ? Đúng không ạ? Vậy đây là m cộng 185,6 chia 100. M cộng 185,6 chia 100. Mặt khác có phải nước với nước này giữ nguyên không? Nước với nước này giữ nguyên đúng không? Vậy thì oxy thì chui hết vào trong CO2. Vậy số mol oxy cũng là m cộng 185,6 chia 100. Tới đây theo các cháu nghĩ thì chúng mình nên làm cái gì để nhanh nhất ạ? Đấy, tới đây đề bài vẫn yêu cầu chúng ta là tìm m thôi đúng không ạ? Đề bài vẫn yêu cầu chúng ta tìm m đúng không ạ? Thế mà ở đây mình đã biết đây là m cộng với 83,2 rồi. Đây là thêm oxy thôi ạ. Thế thì mình chỉ trừ đi khối lượng của thằng O2 này là xong. Đúng không các cháu? Mình chỉ cần trừ đi khối lượng thằng O2 này là xong. Là ra m đúng không? Nhưng vẫn hơi khó đấy ạ. Vẫn hơi khó nếu mà dành cho cháu nào mà hơi hơi lười suy nghĩ một tí thì vẫn hơi khó. Ok? Thế thì bây giờ thôi nhiệm vụ chúng ta là đi tìm m các cháu nhé. Nhiệm vụ chúng ta đi tìm m, bởi vì ở đây này mình có là số mol kết tủa rồi, giờ mình cần tìm số mol nước, đây mình có khối lượng đây rồi thì mình ra là số mol nước ở đầu này. Thế giờ chúng mình thử đi bảo toàn khối lượng nhé, chúng mình đi bảo toàn khối lượng nhé. Nước nước này là bảo toàn mà, nước nước này bằng nhau này, bảo toàn khối lượng này. Có phải chúng mình có này, khối lượng của carbon cộng khối lượng của nước cộng khối lượng của oxy chính bằng khối lượng của CO2 cộng với lại khối lượng của nước không ạ? Đúng không ạ? Mà mặt khác này, khối lượng carbon chúng mình tìm được bằng m cộng 185,6 chia 100 nhân 12. Nước bên này với nước bên này hết, bởi vì nước bên này bằng nước bên này, biến mất. Đúng không ạ? Cộng với lại m của oxy. M oxy là m cộng với 185,6 chia 100 nhân 32 bằng khối lượng của CO2 là m cộng 185,6 chia 100 nhân 44. Ok, chúng mình giải cái này xong rồi chúng mình tìm được mà. Nhá, thế thì ở đây tất cả đều là chia cho 100 rồi. Thế thôi chúng mình hủy hết chia 100 đi. Chúng mình sẽ có 12m cộng với lại 185,6 nhân 12 cộng 185,6 nhân 32. Có thứ chết rồi, hai cái này bằng nhau rồi. Hỏng 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 hỏng. Sorry cả nhà. Hai cái này bằng nhau hết. Hai này bằng nhau hết rồi, hai này bằng nhau các cháu ạ. Hai này bằng nhau. Hai này bằng nhau ạ. Các cháu nhìn rõ không ạ? Hai này bằng nhau, kiểu gì nó cũng bằng nhau rồi. Thế thì nếu mà như vậy thì chúng ta chỉ còn một cái cách là đi bảo toàn nguyên tử oxy thôi, chẳng còn cách nào khác đúng không? Chúng ta đang bị mắc bẫy rồi, chỗ này chúng ta mắc bẫy nhá. Cuối cùng là hai cái này bằng nhau các cháu nhá, cuối cùng là hai cái này bằng nhau, các cháu nhìn rõ không ạ? Đấy, chúng mình vừa bị mắc bẫy xong, để chúng mình kiếm một cái tờ giấy nữa chúng mình giải. Đây, nhà không thiếu gì giấy đây rồi. Đây, mg hỗn hợp gồm cellulose và glucose, đây quy đổi hết thì carbon là nước, đây cộng với lại oxy thì thu được CO2 và nước, khối lượng bình tăng đây là m cộng với 83,2 gam đúng chưa, mà số mol của CO2 là bằng m cộng với 185,6 chia cho 44. Ok, thế ở đây đây chúng ta tìm được số mol nước luôn đi. Số mol nước bằng, đây là trên 100, trên 100 m cộng với lại 83,2 trừ đi m cộng 185,6 chia 100
nhân 44 được bao nhiêu chia 18 ạ? Được chưa? Đây là xong ăn nước các cháu nhá. Đấy, thế thì bây giờ chúng mình rút gọn cái thằng này lại. Chúng mình sẽ có là m nhân 100 chia 44 nó sẽ là 0,44m. M trừ đi 0,44m. 1 trừ 0,44 thì bằng 0,56m. 0,56m. 83,2 mà trừ đi 185,6 nhân 0,44 bằng 1,536 cộng với 1,536 chia 18. Đây là số mol của nước. Thế vậy là số mol nước đây là 0,56m cộng 1,536 chia 18. Số mol của carbon thì giữ nguyên ạ. M cộng 185,6 chia 100. Ok. Thế bây giờ số mol oxy thì chính bằng là số mol của CO2 đúng không các cháu? Đây số mol oxy chính là số mol CO2. Bằng M cộng 185,6 chia 100. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm M. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm M. Vậy ở đây bây giờ chúng ta mới đi bảo toàn khối lượng nhé. Ở đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng được rồi. Bảo toàn khối lượng thì ta sẽ có là 12 nhân với lại M cộng 185,6 chia 100 cộng với 18. Thế thì 18 nhân với bọn này chỉ mà 0,56m cộng với 1,536 cộng với khối lượng của oxy là 32 nhân với lại m cộng 185,6 chia 100 thì bằng m cộng với 83,2 gam. Ok chưa? Vậy thì hoàn toàn tính cái này ra thì các cháu tìm được m nhá. Hoàn toàn tính cái này ra thì các cháu tìm được m. Đấy, các cháu bấm máy tính giúp chúng mình xem m bằng bao nhiêu. Các cháu bấm máy tính giúp chúng mình xem m bằng bao nhiêu ạ. Cái này thì chúng mình hơi gà phải bấm máy tính. Phải nhờ các cháu bấm máy tính hộ. 0,12 cộng 0,56 cộng 0,32 bằng 1. Ô, lại trùng rồi. Thế thì không được, thế không phải bảo toàn khối lượng được. Chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy đi. Bảo toàn oxy. Bảo toàn khối lượng không được đâu ạ. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là 0,56 chia 18 này nào. Chia 18 bằng 10,08 0,56 chia 18 bằng để chu kỳ rồi 7 phần 225. Thôi cứ để nguyên vậy. 7 phần 225M cộng với 1,536 chia 18. 536 chia 18 bằng đây 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 32 phần 375 nhân 1 cộng với này oxy ạ, O2 ạ, O2 này, chúng ta sẽ có O2 là bằng 2 phần 100 nhân với lại M cộng 185,6 thì bằng số mol CO2 ở đây là bằng cũng là 2 phần 100 nhân với M cộng 185,6 đúng chưa? Cộng với lại nước. Nước đây là 0,56. Ô, thế thì nó cũng trùng nhau. Không ổn rồi. Không ổn. Không ổn, bất ổn, bất ổn, bất ổn. Không được, đề bài yêu cầu chúng ta tìm giá trị của M mà. Đây khối lượng bình tăng. Khối lượng bình tăng là tổng khối lượng của CO2 và nước. À, mình tìm được số mol của CO2. Thế là suy ra. Thế là trừ đi 32 này ra. M biến mất. Đây là nhân 44 không được. Không biến mất được các cháu ạ. Đây xem nhá. Đây là M cộng 83,2. M của CO2. Đây chúng ta còn một cách khác. M của CO2 cộng M nước có phải chính là bằng M cộng với 83,2 không ạ? Được chưa? Thế thì mặt khác ta có là khối lượng của M thì chính bằng M của carbon cộng với M của nước. Vậy có phải chính bằng là M cộng với 83,2 trừ đi M của O2 không? Được chưa? Mà M của O2 vậy là chính bằng M cộng với 83,2 trừ đi số mol của CO2 là M cộng 185,6 chia 100 nhân 32. Ok. Xem nhá. Đây là M trừ đi 0,32. 1 trừ đi 0,32. 0,68. 0,68M cộng với 83,2 trừ đi 1,856 nhân 32 bằng 23,808.
Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có là giá trị của m phải lớn hơn 23,808. Đấy. Khối lượng bình tăng. Chỗ em m đấy cho vào hơi rối nhỉ. Khả năng cao chỗ này chúng mình gõ lỗi đề rồi. Khả năng cao chỗ này chúng mình gõ lỗi đề rồi. Các cháu ơi, để tí nữa chúng mình kiểm tra lại đề nhá. Để tí nữa chúng mình kiểm tra lại đề nhá. Bây giờ chúng mình đi kiểm tra lại đề ngay. Chúng mình nghĩ là khả năng cao là lỗi đề ở câu này. Ok. Bye bye, chào tạm biệt các cháu nha. Hẹn gặp lại các cháu vào tối thứ sáu nha. Bye bye.